một chiếc Matiz tập lái thôi. Thưa quý vị và các bạn, thì đây là một mẫu xe số sàn đời 2007 với phiên bản số sàn xe tư nhân biển Hà Nội, và chiếc này là gần như là nguyên zin một chủ từ đầu. Và chiếc này em đang chào bán cho các bác với giá 65 triệu đồng thôi, 65 triệu cho các bác nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua dòng xe Matiz hoặc là Spark hoặc như là một cái dòng xe đời cao hơn chút nữa, thì em Xuân Hùng đang có rất nhiều các mẫu xe khác nhau, từ vài 30-40 triệu trở lên là chúng ta đã có những chiếc xe để đi rồi. Các bác có thể xem chi tiết chiếc này nhé. Chiếc này là một chiếc xe các bác có thể nhìn này, về form dáng nó là quá nguyên luôn. Màu trắng biển Hà Nội, máy êm du, không có một dấu vết gì. Đấy, sơn xi nội ngoại thất ngon, và chiếc này đăng kiểm còn dài, cũng như nội thất của nó còn nguyên nỉ nhé các bác ạ. Đây ạ, nội thất của nó còn nguyên nỉ nhá. Các bác nhìn thấy lỉ rất đẹp, và ghế rất là chắc luôn, ghế là chạy ít ạ. Nhá, ghế chạy ít, chạy rất chắc, xe gia đình từ đầu nhá. 2007 em đang bán với giá là 65 triệu đồng cho chiếc xe này. Các bác nhìn vô lăng biết nó cũng khá đẹp, sạch sẽ như thế này. Máy số ngon, gầm bệ chắc chắn, về sẵn đi nhá. Đấy, mới một mẫu xe mà chỉ có mấy chục triệu thôi. Đấy, 5-60 triệu thôi, kể cả táp ly, táp lô này các bác có thể nhìn này. Nó khá là sạch đẹp. 2007 nhá các bác nhá, xe tư nhân biển Hà Nội, gần như là 4 số một chủ từ đầu, vẫn là biển 4 số này. Đấy, nội thất nó đẹp như thế này các bác này. Nội thất thì cực kỳ sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đây là một chiếc xe mà gọi là long lanh sạch sẽ cho các bác ạ. Thì em đang bán chiếc này với giá là 65 triệu đồng các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua xe alo cho em Xuân Hùng. Em Xuân Hùng thì hay bán xe ở trên các cái chợ tốt, hoặc là trên YouTube, hoặc là trên fanpage. Em Xuân Hùng thường thường là live stream vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh fanpage. Fanpage được tên là ô tô cũ Xuân Hùng các bác nhá. Thì đây là một chiếc xe khá đẹp, sạch sẽ đây. Mắt đèn còn sạch sẽ ngon này, không bị vỡ nát gì nhá. Keo chỉ gần như là zin nguyên. Táp ly táp lô đẹp các bác thấy không? Đấy, táp ly táp lô đẹp nhá. Và nội thất thì không phải chê rồi, quá ok, sạch sẽ rồi. Một cái mẫu xe mà sạch sẽ ngon lành, cũng như là xe tư nhân biển Hà Nội, màu trắng nữa, máy êm du luôn. Đây em sẽ đổ máy cho các bác xem luôn nhé. Em sẽ đổ máy cho các bác xem về cái chất lượng máy chiếc xe này. Đấy, máy gần như là êm du các bạn. Máy êm du, gần như là không có một tiếng động gì. Nó quá êm như vậy. Đấy, một chiếc xe quá chất lượng nhé. Xe này trang bị la răng sắt thôi, lốp mới. Đây ạ, các bác nhìn này, máy êm du, gần như là không có một tiếng động lại nhé. Êm du luôn ạ, không đâm đụng va chạm gì, máy móc sạch sẽ, ngon lành, điều hòa mát. Đây ạ, và đèn đóm nó còn gần như là nguyên zin luôn. Cabo này, các bác nhìn cabo nó sạch sẽ, ngon lành như thế này, được chưa? Quá ok chất lượng cho một chiếc xe luôn. Các bác nào đang có nhu cầu mua những cái mẫu xe này thì alo cho em nhé. Alo em Xuân Hùng, xin chào. Xuân Hùng chuyên bán ô tô cũ trên toàn quốc và có địa chỉ tại 1.45 đường ngõ Võ Nguyên Giáp, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác nào chưa biết thì cứ đến theo thành phố Hải Dương nhé. Đây em sẽ đóng cửa và cho các bác xem form một chút này. Đấy, form của nó kín mít và sạch sẽ như thế này. Các bác nhìn này, nó quá đẹp nhá. Một chiếc xe Matiz quá đẹp như thế này. Các bác yên tâm là mua về đi lại thì quá sướng rồi nhá. Một chiếc xe sạch sẽ đẹp đẽ và chuông chắn như thế này thì các bác mua về đi lại ok luôn, không phải nghĩ gì, được chưa? Em cho bên xăng này đây, xăng này em đóng cửa nữa, các bác nhìn nó quá chất luôn. Đấy, máy lổ êm du nhá, êm lèo xèo luôn ạ, gần như là không có tiếng động gì. Máy quá chất lượng. Đây ạ, form dáng của nó gần như nguyên zin các bác này, được chưa? Nguyên zin luôn, thẳng căng, tất cả các keo chỉ, các keo mép thẳng căng hết này. Đấy, thì chiếc Matiz này mà các bác mua về đi lại thì quá ok luôn. Bác nhá, bác nào đang có nhu cầu mua xe này alo cho em Xuân Hùng nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.